Tiếng bán rẻ anh, giá nào chúng tôi cũng không làm. Khế ước tôi không bao giờ nhận lại. Các anh cứ giao thường con đi. Để làm vậy, Thứ Hải chắc chắn bị tàn hãm. Anh Tử, Thứ Hải là, cho dù anh bắt buộc tôi làm vậy, tôi cũng không làm đâu. Đúng vậy, giá nào chúng tôi cũng không bán rẻ anh. Chú là một người nào? Còn Thứ Hải là cái gì chứ? Anh Tử, anh nói sao? Hy vọng anh Tứ nghĩ cho cách tốt. Mai nấu nữa không? Còn hai chân muối vậy. Long Thế đã tới. Ba có chân muối rồi, mà nhà bán không? Mơ rồi. Bà bên trên xã không? Những khí ước sòng bạc của các anh em. Thế làm phiền anh phải đích thân đến đây thật ngại hết sức. Anh Tử, tôi rất là một mình. Tử quá, nếu anh còn kêu tôi là anh Tử, tôi cũng muốn dành lý cho anh một câu. Tôi buông tay đi. Ngày mà 13 anh em của ta có nghĩa đến cho lượng được đổi thành anh em. Và sao là đau rồi. Ấy này ông dền chứ sao gọi là ông gần anh. Tôi nghĩ người ta có chi đây. Cháu còn dền luôn. Cái mặt giao. Anh em chờ lâu. Anh Tử. Sao? Nấu gì ngon vậy? Bây giờ tính sao? Tôi đã quyết định đem các sòng bạc mà các anh em đều quản lý giao với cho thường cục. Anh Tử à, anh làm vậy đã dùng anh em chúng tôi mang tiếng bất nghĩa. Như vậy biểu anh em chúng tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ? Không có gì quan trọng hơn mạng người. Hy sinh Long Tứ tôi không thành vấn đề. Mặc dù anh em làm vậy sẽ bị người ta nói là bán rẻ tôi, nhưng mà lâu ngày mới biết lòng người thôi. Tóm lại tất cả mọi việc để tôi giải quyết xong với thượng cồn ở trên bàn bạc. Còn nữa, cái quan trọng nhất là tạm thời chúng ta thoát ly cái quan hệ anh em. Anh Tử, đừng nói nữa, tôi đã quyết định. Nếu như anh đã quyết định rồi thì mình không cần phải nói nữa. Chờ anh nói với thượng cồn xong rồi tính sao. Được rồi, tạm thời mình đừng gặp mặt. Thế yên tâm, chỉ cần nói được những lời với bốn nước lãnh sự, cần bao nhiêu mã tây tôi vẫn được cho. Về mặt này tôi không lo đâu, bởi vì
Xưa nay tôi đều hoàn toàn tin tưởng cái nhãn quan của tôi. Tôi được biết đi qua tấm của Thượng Hải chỉ bỏ thời gian ra nói chuyện cho những người nào biết kiếm tiền chồng. Nhãn quan của ông cũng đâu có tệ. Ngoài nó rửa như vậy đúng rồi. Nấu cho ăn. Sống đấu nhau hai anh em của anh. Anh nghĩ như thế nào? Tôi biết. Ông vẫn mua lòng tứ mà. Vậy là lần này đón lầm rồi. Trước đây tôi đã thường mua lòng tứ. Tại vì ông là thần cờ bạc Trung Quốc. Khi mà ngồi vô sòng bạc thì ông lục thân bất nhận, cho nên ông nhất định thắng. Còn kỳ này ông ngồi lên bàn bạc, nó đã làm bội bạc tình nghĩa nhiều anh em lẫn sinh mạng. Đó chính là phạm với cái đại kỵ của cờ bạc. Thủy chung lòng tứ cũng là thần cờ bạc. Hắn biết tội nghiệp sao cờ bạc. Thủy chung tôi đều cảm thấy lần này lòng tứ sẽ thắng. Nếu như vậy thì tôi dông cá độ đi ha. Muốn cá bao nhiêu? Một cái bánh bao. Được. Đấu tái diễn, đội bên tiếp tục.
kiếm tiền. Đừng có làm mất thì giờ nữa. Xả láng. Đúng. Tôi thấy ai mau lên.